Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Đây là câu chuyện sự sống, một chuyên mục đặc biệt của kênh. Ở đây chúng ta sẽ không bàn về sự sống cổ đại mà là về sự sống đương đại. Trong video đầu tiên của chuyên mục này, chúng ta đã nói về một trường hợp kỳ lạ, một đứa con lai giữa hai giống loài cách nhau đến 1 triệu năm tiến hóa. Bằng cách nào đó, chúng vẫn có thể giao phối và sinh sản, tạo ra những đứa con đặc biệt, mang những đặc điểm dung hợp của cả bố lẫn mẹ. Đó là Naluga, con lai giữa kỳ lân biển cái và cao vai trắng đực. Kỳ diệu hơn, dù không giống ai, chúng vẫn tìm ra cách sử dụng những đặc điểm không giống ai của mình để sinh tồn. Trên thực tế thì các trường hợp con lai khác loài đã được khoa học chứng kiến cũng không còn quá hiếm gặp. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn thắc mắc, liệu con người với các loài khác, cụ thể là các loài vượn dạng người có họ hàng gần có thể lai giống với nhau không? Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đồng trời này, nhưng các nhà khoa học thì có. Và không chỉ nghĩ, có thể họ đã từng thử làm thật nữa cơ. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Humanji, một trường hợp lai giống giữa con người và một loài khác có thể đã từng được bí mật thực hiện trong lịch sử, và kết quả của nó vẫn là một ẩn số. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Humanji. Đó là từ ghép tiếng Anh giữa human, tức con người, và chimpanzee, tức là tinh tinh. Cũng như Naluga, Liger, Tigon hay Beasley, nó là thuật ngữ ghép giữa tên gọi của hai giống loài để chỉ con lai của chúng. Do đó, Humanji là con lai giữa loài người và tinh tinh. Tuy nhiên, ngày nay thì Humanji có thể được sử dụng với nghĩa rộng hơn, bao gồm con lai giữa người và những loài vượn dạng người khác nữa, như khỉ đột hay tinh tinh lùn. Vào năm 1910, một nhà sinh học người Liên Xô tên là Ilya Ivanov tỏ ra cực kỳ quan tâm đến việc tạo ra con lai giữa các giống loài khác nhau. Ông từng tạo ra Zidont, con lai giữa ngựa vằn và lừa, hay là Guinea Pig Mouse, con lai giữa chuột lang và chuột, cùng một số thử nghiệm không thành công khác. Con người cũng là một đối tượng nghiên cứu của Ivanov, và ông đã phát thảo ý tưởng về việc tạo ra con lai giữa người và vượn dạng người sớm nhất là vào năm 1910. Tuy nhiên, vào thời điểm đó thì ý tưởng này mới chỉ là giả thuyết, nhưng Ilya Ivanov sẽ cố gắng để sớm biến nó thành hiện thực. Sau khi cách mạng tháng 10 Nga thành công, Ivanov làm việc tại Viện Pasteur ở thủ đô Moscow. Đến năm 1924 thì cơ hội để Ivanov hiện thực hóa ý tưởng của mình đã tới. Ông được trao quyền sử dụng toàn bộ vượn dạng người tại một cơ sở nghiên cứu đóng tại Guinea thuộc Pháp cho các công trình của mình, đồng thời còn được tài trợ một số tiền khá lớn từ Ủy ban Tài chính Xô Viết. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũng phê chuẩn dự án của Ivanov, có lẽ là vì bài thuyết trình khá thuyết phục của nhà khoa học này. Trong đó, ông nói rằng thí nghiệm của mình sẽ chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin bằng mối quan hệ gần gũi giữa con người và vượn dạng người, qua đó đạp đổ vị thế của tôn giáo trong xã hội mới. Vậy là Ivanov sang xứ Guinea thuộc Pháp để tiến hành việc mà ông ta giỏi nhất, cấy tinh trùng của loài này vào trứng của loài khác. Đầu tiên là cấy tinh trùng người vào tinh tinh cái, nhưng nỗ lực này không mang lại bất kỳ kết quả nào. Không nản lòng, Ivanov thử làm chiều ngược lại, cấy tinh trùng của tinh tinh vào một số phụ nữ. Đầu tiên là ông định làm việc này trên người của một số phụ nữ châu Phi mà không có sự đồng ý của họ dưới danh nghĩa xét nghiệm y tế. Thế nhưng quan toàn quyền Pháp ở xứ này đã ngăn chặn ý định của Ivanov, và nhà khoa học Liên Xô buộc phải di chuyển việc nghiên cứu cùng 20 con vượn dạng người đến Abkhazia, một nước cộng hòa nhỏ trực thuộc Liên Xô khi đó. Lần này ông tiếp tục chiêu mộ một số phụ nữ Liên Xô tình nguyện vì khoa học. Tuy nhiên, mọi việc lâm vào bế tắc khi lũ vượn dạng người được chết sạch trong môi trường nuôi nhốt tồi tệ, và Ivanov không còn tinh trùng vượn dạng người để tiếp tục. Trước khi Ivanov có thể tiếp tục mua thêm vượn dạng người, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô sau khi khám phá ra những kế hoạch kinh tởm của nhà khoa học này đã quyết định ngừng mọi hỗ trợ, bởi e ngại rằng nếu việc này tiếp tục, danh tiếng của Liên Xô ở châu Phi cũng như trong mắt cộng đồng khoa học quốc tế sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó thì Ivanov không còn cơ hội nào để biến ý định của mình thành hiện thực được nữa. Ông ta bị phê bình chính trị rồi lưu đày đến Kazakhstan trước khi qua đời vì đột quỵ vào năm 1932. Cái chết của Ivanov có lẽ chưa phải là dấu chấm hết cho những nỗ lực tạo ra con lai giữa người và các loài vượn dạng người khác. Bởi theo một số báo cáo, vào thập niên 1960, một kế hoạch tương tự lại được thực hiện ở Trung Quốc, cụ thể hơn là vào năm 1967. Không có nhiều trang tin khoa học uy tín nói về việc này. Phần lớn các nguồn tin đến từ những tờ báo lá cải của phương Tây như The Sun, The Mirror, nên độ chính xác còn tương đối mơ hồ. Theo các bài báo thì một vị bác sĩ người Trung Quốc tên là Chi Yong-xiang
từng làm giám đốc tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, đã tham gia vào chương trình tạo ra con lai giữa người và tinh tinh với một số mục đích nhất định, chẳng hạn như sử dụng những đứa con lai này vào mục đích quân sự, khai mỏ hoặc lấy nội tạng. Họ tin rằng con lai giữa người và tinh tinh sẽ khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn con người thông thường và có thể trở thành những siêu chiến binh thế hệ mới. Cũng theo các nguồn tin này, các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công để một con tinh tinh mang bầu từ tinh trùng người trong 3 tháng. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm đại cách mạng văn hóa diễn ra, sự hỗn loạn của nền chính trị và xã hội Trung Quốc khiến các dự án khoa học bị cắt đứt, trong đó có dự án tạo lai con lai giữa người và tinh tinh. Kết quả là con tinh tinh mang bầu bị chết vì không có ai chăm sóc, còn các nhà khoa học bị đưa đi lao động tại các nông trại xa xôi. Đến những năm 1970, từng có tin đồn về một đứa con lai giữa người và tinh tinh tên là Oliver, trong đó nói rằng Oliver có 47 chromosome, nằm giữa 46 của người và 48 của tinh tinh. Nó luôn đứng thẳng và có rất ít lông trên mặt, không giống với những tinh tinh thông thường khác. Nhưng sau đó, xét nghiệm di truyền cho thấy Oliver chỉ là một con tinh tinh với một số đặc điểm khác biệt. Gần đây nhất, liên tiếp vào các năm 2018 và 2019, một số báo cáo chưa được xác nhận về con lai giữa người và tinh tinh tiếp tục xuất hiện. Nhà tâm lý tiến hóa Gordon Gallup, cha đẻ của bài kiểm tra gương, trong một cuộc phỏng vấn với The Sun đã kể về một trường hợp Human Z sinh ra vào thập niên 1920 ở Florida, Mỹ bằng cách kế tinh trùng người và tinh tinh cái. Con tinh tinh đã mang bầu đủ tháng đủ ngày và sinh ra một đứa con. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học nghĩ về hậu quả của những gì đã làm, họ đã quyết định trợ tử cho đứa bé. Năm 2019, nhóm nghiên cứu do nhà sinh học Juan Carlos Espizua Belmonte cho biết họ đã tạo ra phôi kết hợp giữa người và khỉ. Cái phôi đã được để phát triển trong vài tuần và cuối cùng bị hủy trước khi hình thành hệ thần kinh hay các cơ quan nội tạng, nhằm tránh những quan ngại về đạo đức khoa học. Bây giờ, tạm thời không quan tâm đến tính mơ hồ và bí ẩn của những báo cáo xoay quanh các trường hợp human gì, chúng ta hãy thử xem liệu việc lai giống giữa con người và tinh tinh hay một loài vượn rằng người nào khác liệu có khả thi hay không. Loài người chúng ta là thành viên của một liên họ gọi là hominoide, tức liên họ người. Các loài trong liên họ này gọi chung là vượn dạng người, tiếng Anh gọi là ape. Cấp nhỏ hơn là họ người, phân họ người và nhỏ hơn nữa là tông người. Sở dĩ gọi như vậy vì chi người chúng ta được xem là chi điển hình của các phân loại này. Tông người hiện nay chỉ bao gồm hai chi, đó là chi người, trong đó gồm loài người chúng ta và các tổ tiên Homo khác. Còn lại là chi tinh tinh, bao gồm tinh tinh và tinh tinh luôn. Với mối quan hệ gần gũi như vậy, bộ gen của chúng ta và tinh tinh có mức độ tương đồng rất cao, lên đến 99%. Cấu trúc gen của các loài vượn dạng người lớn, trong đó có con người và tinh tinh cũng gần giống nhau. Con người ít hơn các loài vượn dạng người khác một cặp chromosome, khi con người có 23 cặp chromosome còn tinh tinh có 24 cặp. Chromosome 12 và 13 của các loài vượn dạng người khác ở con người đã hợp nhất thành một chromosome lớn. Không chỉ giữa con người và tinh tinh, mức độ tương đồng này cũng tồn tại giữa con người, tinh tinh với tinh tinh lùn và khỉ đột gorilla. Người ta đã từng ghi nhận về trường hợp lai giống giữa tinh tinh và tinh tinh lùn, khi bộ gen của chúng có mức độ tương đồng lên đến 99,6%. Sự tương đồng về di truyền giữa người và một số vượn dạng người lớn cũng gần như tương đương các loài trong chi ngựa với nhau. Việc lai giống giữa ngựa và lừa khá phổ biến, dù con lai của chúng là con lai gần như vô sinh, ngoại trừ một số trường hợp hiếm gặp. Tương tự là con lai giữa ngựa và ngựa vằn, ngựa hoang Mông Cổ và ngựa nhà. Năm 1977, nhà nghiên cứu Michael Bedford đã có một phát hiện đáng chú ý. Tinh trùng của con người có thể xâm nhập vào lớp màng bảo vệ trứng của vượn Gibbon. Trong bài báo của ông, Bedford kết luận rằng hoạt động của tinh trùng người không giới hạn trong phân loài Homo sapiens sapiens, mà có thể kết hợp với trứng của các loài khác trong họ người. Thậm chí, tinh trùng của con người có thể gắn kết với noãn bào của khỉ đột gorilla dễ dàng không kém gì noãn bào của người. Sự lai giống giữa các thành viên của các chi khác nhau nhưng có họ hàng gần cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như giữa lạc đà có bú và lạc đà không bú, giữa cá heo mũi chai và cá ông chuông, giữa sư tử và hổ. Trên thực tế thì các nhà khoa học còn tìm thấy bằng chứng về một quá trình hình thành lai phức tạp dẫn đến sự phân tách giữa tinh tinh và con người, cho thấy đã có sự lai giống trên quy mô lớn diễn ra trong một khoảng thời gian dài suốt 4 triệu năm, cho đến khi dòng dõi của loài người và tinh tinh tách biệt hẳn khỏi nhau vào ít nhất 6 triệu năm trước. Như vậy, về mặt lý thuyết, sự lai giống giữa con người và tinh tinh hay một số loài vượn dạng người có quan hệ gần gũi hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng vấn đề là tại sao chúng ta phải làm điều đó? Không giống như một số trường hợp lai giống diễn ra ngoài hoang dã, chẳng hạn như Naluga, nơi mà quá trình diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên dưới những áp lực của môi trường,
thì việc lai giống giữa con người và tinh tinh, nếu có sự nhận thức đầy đủ của các bên liên quan, liệu có được đồng tình và mong muốn? Một đứa trẻ có 50% là người và 50% là tinh tinh sẽ được đối xử như thế nào? Một con người, một con vật hay là một vật nghiên cứu? Những lợi ích về mặt khoa học của việc lai giống giữa con người với tinh tinh cũng hết sức mơ hồ và có lẽ cũng không đủ lớn để bù đắp nổi những tổn thương về giá trị đạo đức mà chúng ta có thể gây ra nếu biến điều đó thành sự thật. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì hãy tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.